chào các bạn. Bây giờ mình đang trên xe đi chơi về chồng chở nè. Nhưng mà buồn quá để tám chuyện với mấy bạn chút. Chúng ta sẽ bàn với nhau một chủ đề hơi bị hot. Đó là mình thấy bữa giờ các bạn chia sẻ về chủ đề này khá nhiều ở trên mạng xã hội. Đó là khi đi chơi anh chàng đòi chia tiền. Hay da, mình không bao giờ chấp nhận cái chuyện này. Nếu như mà anh chàng nào mà bảo mình em ơi chia tiền với anh, mình bảo thôi để em mời anh luôn đi cho nó gọn. Rồi xong, không cần phải gặp nhau lần nào nữa. Tại mình nghĩ như vậy nè các bạn, tạo hóa sinh ra đàn ông phải là một người provider, tức là họ phải take care mình. Mình đi chơi với cái người đàn ông đó là mình không phải là mình cần họ mua cho mình ly nước, hay mình cần họ mời mình ăn một buổi tối hay là buổi trưa gì hết á. Mà các bạn nghĩ đi, công sức của mình bỏ ra nhiều hơn. Mình phải sắm sửa quần áo, mình phải phấn son son, rồi mình lại phải dầu thơm tho, rồi mình lại phải sắp xếp thời gian của mình. Chính ra là mình đã đầu tư rất là nhiều rồi. Và đối với những anh chàng, khi họ được phép mời mình, đó đã là một cái pleasure cho anh chàng đó, là gọi là ân huệ đó các bạn. Là thực sự đối với người đàn ông ga lăng, họ sẽ luôn luôn suy nghĩ như vậy. Bởi vì á, mình kinh nghiệm từ bản thân mình, khi mà mình gặp những cái người đàn ông ga lăng, khi mà họ được giúp mình cái việc gì đó, họ được làm cho mình cái việc gì đó, đó là họ cảm thấy là họ, hoặc là họ được mời mình đi ăn tối, hoặc là họ được mua cho mình một ly nước, đó là một cái ân huệ mình dành cho anh ta. Tại vì nếu mà mình không dành cho anh ta thì mình dành cho người khác thôi. Mình nghĩ đơn giản đó là vậy. Tại vì á, cái người đàn ông mà họ còn một ly nước mà, hoặc là một bữa ăn mà họ còn muốn bạn chia tiền, thì cái người đó, một á, là họ không có thích bạn, hai á, là họ quá là keo kiệt, cho nên là đằng nào cũng không có sử dụng được. Thì nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy á, là chúng ta không có cần phải suy nghĩ, chúng ta bye luôn. Tại vì mình là con gái mà các bạn. Con gái mà đã phải trưng diện sắm sửa rồi mà còn đi ra mà còn phải bị mời chia tiền nữa. Thôi em nghĩ vậy đúng không anh? Ok, yeah. À, có ông chồng đang ngồi bên cạnh cho nên là hỏi ý. Nói chung ra là một người đàn ông mà nếu mà đi ăn một bữa cơm tối, hoặc là đi ăn một bữa cơm trưa, mà người đàn ông đó không có ga lăng, không biết tự bao cho một người cô gái đó một bữa, thì cái người đàn ông đó không xứng đáng làm bạn trai, và cũng không xứng đáng để kéo dài, và cũng không xứng đáng có thêm một bữa gặp gỡ nhau lần thứ hai. Mình vẫn cứ tử tế lịch sự, và sau đó mình âm thầm bye bye luôn. Đó là cái phương thức hay nhất. Vì một người đàn ông mà keo kiệt mà như vậy là một người đàn ông không phải là người đàn ông thật sự. Mình cũng không nên theo một người như vậy, mà dành trái tim của mình cho một người ích kỷ như vậy. Chồng mình mà hội cua mình á, không có trả tiền một bữa đâu. Trả tiền all the time. Không có những là trả tiền cho vợ ăn, mà còn phải trả tiền cho vợ đi shopping nữa. Trả tiền từ đó tới giờ luôn đó. Mà đến bây giờ cũng vẫn là phải lo cho vợ. Tại vì khi cái người đàn ông mà họ đã yêu bạn rồi đó, thì họ nghĩ là nếu mà họ được chăm sóc bạn, đó là cái niềm hạnh phúc của họ. Họ chả có bao giờ họ phải suy nghĩ là trời ơi, con vợ mình nó ăn nhiều quá, con vợ mình nó xài nhiều quá. Nếu mà mình, họ để cho vợ đi shopping đẹp á, là họ cũng được hãnh diện, đúng không anh? Đúng rồi. Vợ ăn ngon á là mục đích cuộc đời của anh, phải không? Anh đi kiếm tiền nuôi em mà, đúng không? Yes. Thì đó, cho nên là các bạn đừng có, nếu mà gặp những cái anh chàng mà họ muốn các bạn chia tiền, thì không cần phải suy nghĩ, dẹp ngay và luôn. Ủa mà ở ngoài đời có những người như vậy hả ta? Có, bây giờ nhiều lắm. Em thấy ở trên mấy cái Facebook mấy cô gái post quá trời luôn, đi chơi mà các anh chàng muốn chia tiền. À, cô worker của mình có các bạn. Tại vì các mình có hai cô worker. Mấy cô đó là hay online dating. Thì khi online dating, các cô đó hay gặp những cái anh chàng mà giống như chắc
và họ không có muốn là phải tốn tiền cho các cô này, là tại vì họ không có ý định gặp lại nữa thì họ cũng muốn chia tiền. Nhưng mà như mình á, vô cái hoàn cảnh đó thì ok, mình trả luôn, mình cũng chả đáng gì, mình mời người ta luôn, chứ mình không có thích mà chia tiền, mình thấy nó sòng phẳng quá. Chồng ơi, anh nghĩ sao nếu như mà đi chơi mà đàn ông bắt con gái chia tiền, ví dụ như một bạn trai rủ bạn gái đi chơi rồi bắt bạn gái phải chia tiền? Vậy là không phải là người đàn ông, không nên đi với người đó. Đối với anh chàng mà đòi chia tiền, tóm lại ở đây á, là mình chẳng có cần phải phân tích gì hết á. Mình chỉ có một suy nghĩ là bye bye, ngay và luôn. Các bạn đồng ý với mình không? Đừng có cho anh ta thêm bất kỳ một cơ hội gì nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt. Bye bye.